Chưa rồi. Thảo. Dạ. Ê bậy. 5 12 gì gì đâu đâu chỗ nào chỉ vô cho bác coi coi. Đâu? Trên đó trên. Trên đâu đâu? Nè. 512GB đâu, hàng Mỹ đâu, chữ Mỹ đâu? Chữ Mỹ dưới nào? USA, USA. Ờ. Đó thì LA gì đó phải không? Dạ. Đó. Rồi, là Long An đó, hàng ở Long An rồi. Trời ơi sướng quá. Nhã Nhã Thy bà thấy người ta mua điện thoại bà ham quá. Bà luôn ra, quý vị thấy cái hình mà nãy tôi cà đó, tôi cà mấy cái thẻ đó. Trời ơi, bây giờ nè, đó, mua cái điện thoại ra nè, nửa tỷ, ý gì lộn, nửa trăm triệu. Nửa tỷ cái hả? Điện thoại 50 triệu. Trời ơi, sướng quá, thích quá cái màu của tôi. Màu xanh đen. Mọi người ơi, mình đã cầm trên tay của Lê Thanh Thảo nha mọi người ơi. Vậy rồi. Dạ, cảm giác của Chế Thy là như thế nào sau khi chị cầm cái điện thoại nửa trăm triệu vô đây? Nó rung quá, nó rung tay. Mọi người quay cũng rung tay. Chưa có lấy máy mà nó đã mua cái bao sẵn rồi, nó chuẩn bị. Đó thấy không, cái bao màu đỏ luôn chuẩn bị cho cái máy. Kiểm tra máy coi, kiểm tra kỹ coi phải không? Nè nó ánh nữa không? Ánh gì đó, ánh xanh xanh gì đó. Rồi. Ánh gì cũng có thấy đâu, tại vì đâu mới mốt chị cũng xài cái ốp lưng thôi chứ gì đâu. Vậy thôi mình xài cái trong đi, bây giờ cho người ta thấy cái ánh Đây là phụ kiện đi kèm ha. Đây có một cái cục sạc, đuôi sạc nó cũng mới nữa, rồi dây sạc, cáp sạc, tai phone. Tai phone này tai nghe Bluetooth hả? Dạ. Ủa cái dây hả? Tưởng đâu Bluetooth chứ. Có cái đồ trong đây nè. Đó cái gì vậy này là cái rắc sổ gì đó, hướng dẫn sử dụng gì đó không? Không có cái khóa để mở. À cái đồ mở sim nè. Rút này nè. Chị Thảo đặt quá đó, chị cũng mới lấy đó không? Thảo chị cũng mới lấy đó, chị gành lắm. À, đồ lấy sim. Ông mấy cái máy kia cũng có mà cưng, trong cái nó đừng như này cưng. Kinh nghiệm mà chị gọi chị máy đó mà. Bán liên tục. Rồi. Đó, nói chung là quay một clip để chia sẻ gì thôi. Đó, mọi người ơi, mọi người ơi. Mượn nợ mua điện thoại nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi, mượn nợ mua điện thoại mọi người ơi. Rồi. Đó, ông miền Trung thì ông ấm ức quá, ông đang tức quá, ông mua cho vợ ông cái rồi, bây giờ ông ấm ức ông vẫn không chịu, ông đang chuẩn bị mua một cái mới nữa, ông chơi thêm cái nữa. Thấy cái mặt nó méo không? Vì anh mua thêm cái nữa, méo gì nữa, anh mua cái nữa là nó méo gì đâu? Đâu anh đi mày. Anh nhận quà từ đây tới người. Em có đó là tại vì nãy ông tặng quà sinh nhật cho chị Lê Thanh Thảo một cái iPhone X11 Pro Max 512GB rồi. Cái điện thoại nửa trăm triệu đó. Rồi bây giờ ổng chuẩn bị mua cái điện thoại nửa trăm triệu nữa nè. Ông này cái này gì vậy? Mới đó hả? X Max hả? Chứ không mua X Pro luôn hả? Một Pro Max luôn hả? Trống nhìn trộm là người ta rồi thôi. Em nhìn vô chính giữa em xem. Bye bye cả nhà. Giờ tôi quay nhiều đó thôi chứ tôi run tay quá, tôi trả tiền nó run tay quá mà. Thôi đi nha.